Khi nhà trường có liên kết với ngân hàng Vietinbank thì phụ huynh có thể nhanh chóng thanh toán tiền học cho con trên ứng dụng SISAP. Sau khi nhà trường lập đợt thu và gửi thông báo cho phụ huynh thì phụ huynh sẽ nhận được thông báo đóng tiền học của con trên ứng dụng SISAP. Chạm vào thông báo để xem khoản tiền cần đóng của con trong tháng hoặc chạm vào menu tiền học để theo dõi các khoản thu của con. Nhấn nộp. Chọn phương thức thanh toán là QR code. Ứng dụng quét mã QR ngân hàng Vietinbank. Chạm vào lưu vào thư viện ảnh để lưu mã QR về máy của mình. Sau đó anh chị mở ứng dụng Vietinbank iPay hoặc bất cứ ngân hàng nào có sử dụng hình thức quét mã QR để thực hiện thanh toán tiền học cho con. Chạm vào QR Pay. Chọn ảnh đã lưu ở bước trước. Anh chị kiểm tra lại các thông tin trên màn hình thanh toán. Chạm vào thanh toán. Nhập mã OTP vừa được gửi về điện thoại của anh chị để thực hiện thanh toán tiền học cho con. Sau khi anh chị thực hiện thanh toán thành công, trên ứng dụng SISAP sẽ hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công tiền học cho con. Đăng nhập vào ứng dụng Vietinbank iPay, nhấn thanh toán hóa đơn, chọn khoản thanh toán là học phí, chọn cấp đào tạo của con, tỉnh, thành phố, quận huyện, cơ sở đào tạo, chính là tên trường con đang học. Nhập mã học sinh, sinh viên, chính là mã SISAP của con. Ứng dụng sẽ tự động lấy lên thông tin của con và số tiền học của con cần đóng, tích chọn các khoản cần thanh toán. Nhấn tiếp tục. Nhập mã OTP vừa được gửi về số điện thoại của anh chị. Nhấn tiếp tục để thanh toán tiền học cho con. Sau khi anh chị thực hiện thanh toán thành công, trên ứng dụng SISAP sẽ hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công tiền học cho con. Trên đây, em vừa hướng dẫn anh chị các bước thanh toán tiền học cho con qua ngân hàng Vietinbank ngay trên ứng dụng SISAP. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công!